Mày. Em biết là bao nhiêu ngày hôm nay đi tìm em, anh không thấy em ở đâu không? Thì mày ngày hôm nay chị đi mày. Đâu? Ủa, chị đi về mày đừng có làm mày liên quan đến tao đâu. Đúng rồi, bỏ ra. Sợ quá. Thì bây giờ anh bảo bây giờ cháu đi là em trốn lên mái nhà đi. Thì chúng nó sang chúng nó tìm thì chúng nó không thấy. Thì thế nào không sợ chúng nó, bây giờ chúng nó chắc là đi tìm mua chúa sang đây đâu. Người! 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 Mày thấy anh nào à? Mày sao đây làm gì đấy? Mày thấy anh nào đấy à? Thế em sao? À, bây giờ mày sao? Mày sao? Mày sao? Thư đi, anh gọi đây. Mày chưa chứ nặng được. Ê, mày đi ạ. Bao nhiêu ngày hôm nay đi tìm em, anh không thấy em ở đâu không? Thì mấy ngày hôm nay chị đi đâu? Em đi đâu đấy? Bây giờ chị đi về đi, chị đi lang thang như thế à? Tao đi đâu em của tao? Em đi đâu suốt mấy ngày hôm nay? Em biết ở nhà bố lo thế nào không? Bố lo chứ có bố lo. Bây giờ tao về để mà bố tao bắt tao. Anh xin em đấy, em đi về đi. Đâu về? Đi về đi. Chị có biết là bố đi tìm chị mấy ngày hôm nay không? Mày mà có bảo người ta, nó hét ầm lên, nó bắt cầm người ta. Đấy. Anh xin em đi đâu mấy ngày hôm nay bây giờ để bố với anh cả Dũng đi tìm rồi. Bây đi về nhà đi em. Này, xin em đấy. Đi. Tao bảo nha, mày biết vì mày ấy mà tao phải khổ như thế này không hả? Tao phải trốn chỗ lùi như chó không? Ôi, chị đừng đi mày đi đừng có làm mày liên quan đến tao đâu. Thôi, bố nó đưa rồi. Anh đã bảo em rồi, em đi đâu em phải cẩn thận nó chứ, để nó nhìn thấy rồi. Rồi bây giờ nó nhìn thấy em, nó bắt em phải về nhà nó. Nhìn thấy lúc nào? Vừa xong. Thôi em cứ bình tĩnh, bây giờ em cứ bình tĩnh, bây giờ nó không biết em ở bên này đâu. Nhưng mà nó nhìn thấy em chưa? Nó nhìn thấy em rồi, em còn vừa cãi nhau với nó xong, nó còn lôi em về. Thôi em nghĩ bọn nó sẽ chắc chắn bọn nó sẽ ra đây tìm với anh ạ. Bây giờ phải làm được cái nào ấy đi, giấu tư đi cũng có nhá, còn nó sang đây thật đấy. Đúng rồi. Chứ nhà trốn đi xem nào. Thang cho chị trèo lên mái nhà chị trốn. Giấu dép xe đi. Bạn giấu dép vào xe đi, giấu dép vào xe. Bình tĩnh không? Bỏ chân xuống, đã đưa đừng có nói gì nhiều. Không được nói đâu, có sang đây để anh kia nói chuyện thôi. Để tao nói chuyện, không phải đã đưa nó biết chị Thư ở bên này hỏng hết việc của anh đấy. Giấu chưa? Giấu rồi. Thôi về nhà đi. Vào nhà đi. Kiều An mới làm đi. Vâng. Kiều An mới làm đi, vào bình thường đấy. Còn nó sang thì anh chuyện nó. Ui, anh ơi, nghe thấy tiếng xe hay bộ nó sang sao này? Lên xe này. Ôi, bộ nó sang rồi. Bộ nó sang này anh ơi. Đúng rồi. Mày tìm ai đấy? Thư có đi qua đây không? Tao biết. Thư. Tao vừa cặn Dũng đi ở kia thấy Thư đi qua đây. Không biết là mày có thấy đi qua đây không? Tao biết
Tao đéo biết, hiểu chưa? Bây giờ tao đang đi tìm Thư. Tao cũng không biết Thư đang ở đâu này, hiểu chưa? Tao không biết thì tao thấy Thư đi qua đây, tao mới hỏi mày này xem mày có thấy không? Tao... Nhưng mà tao thấy Thư đi vào đường này nhá. Chúng mày... Tao nói cho mày biết này. Tao ấy với cả Thư ấy sắp tới là vợ chồng. Còn mày ấy, đừng có mà che giấu. Nếu mà mày che giấu mà bố Thư mà biết được cái mày ấy, gia đình mày rách việc đấy. Che giấu cái đéo đi. Đây là tao nhắc cho mày biết. Tốt nên đừng có che giấu gì cả. Còn nếu mà Thư qua đây nhá, thì tốt nhất là mày lôi ra đây để tao đưa Thư về, để cho bố Thư nhá. Này, Thư đi ấy là cũng do mặt mày đấy, hiểu chưa? Mặt mày ấy dẫn bố mẹ mày sang để mày xin cưới, nên là Thư mới ở mức Thư mới cãi nhau với bố mà Thư mới đi như thế nhá. Nếu mà mày không sang nhà Thư mày xin cưới thì Thư thế đâu. Vì mày nên gia đình nhà Thư mới đổ vỡ như thế nhá. Cái đổ cho tao, cái gì mày đổ cho tao? Thế cái lúc tao với Thư hạnh phúc, tao với Thư cưới nhau chuẩn bị cưới nhau đến nơi. Nếu mà không do mày thì tao với Thư cưới nhau lâu rồi nhá, mày hiểu không? Cái gì? Mày ép bắt ép Thư thôi. Yêu còn mày ấy mà cứ giấu Thư đây. Thì con xem mày nói không có làm gì hả? Ai đưa đổ cái gì vậy? Này. Nhà của bố mày thì bố mày đéo thích, hiểu chưa? Còn mày đi ồn đấy, Thư ở đâu thì mày tốt nhất mày gọi đây. Nếu Thư đéo qua đây, Thư đéo qua đây, hiểu chưa? Không qua đây thì mày để tao tìm đi. Việc đéo thì tao phải cho mày tìm. Đây là nhà. Mày không sợ thì việc gì phải che giấu gì? Này, Thư đi đâu đấy, tao đang tìm, hiểu chưa? Còn hai đứa chúng mày ấy, cút. Mày điên à? Tao đéo gì mày điên. Hôm nay nhá, tao tìm Thư xem có Thư đây không. Còn không có thì mày không việc gì phải sợ. Này, mày tìm đi xem có Thư đây không. Mày tìm đi xem có Thư. Mày tú cách xem giường tiếp nào. Này, mày tìm Thư nào nào nào. Mày tìm cho. Không có tao đâu, hiểu chưa? Không có thì để tao tìm, đừng có nói nhiều. Mày sang đây để phá nhà hả thằng Dương? Mày làm chó gì đấy? Đi ra ngoài. Làm cái gì đấy? Làm gì đấy? Hả? Thái độ gì đấy? Mày thái độ gì đấy với tao? Là không có từ đây, hiểu chưa? Mày làm gì đấy? Mày làm gì đấy? Đi ra ngoài. Biến ra. Mày làm gì đấy? Tao tìm Dương ở đây. Mày biến ngồi ăn đây đi. Mày phá tao hả? Mày đi ra ngoài. Mày đi đằng sau. Là nhà của tao nhá. Nhà của tao mà vào phá đấy à? Tao sao thì thương sao? Mày hiểu chưa? Mày đi đằng sau. Đi đằng sau. À, bây giờ mày không sợ thì mày để tao vào. Này, thế thì thế nào được? Này. Ai vậy? Mày ơi. Mày đi à? Mày đi à hả? Mày đi à? Mày đi à? Mày ơi. Như thế nào hả? Mày đánh nhà hả? Mày phải làm sao? Mày đánh phải là anh tao hả? Hả? Mày đánh nhà 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 hả? Mày mày tìm cầu gì mà sang đây phá nhà kia thế à? Mày đi đây. Chúng mày á, mấy con chó chúng mày nhớ đấy. Buồn đi. Buồn đấy. Mày chết đấy đúng không? Tao chỉ bị thương mà ra đây mày rách được tao. Bọn mày biến khỏi nhà này mày hiểu không? Mày để tao thấy chứ ở đây nhá. Thế nặng này nữa. Yên. Cút. Mày đừng mà giờ sang đây nữa. Em bảo rồi biết ngay mà thằng nào của nó chạy sang đây của nó tìm. May sao giấu kịp chị Thư ấy. Nhìn thấy Thư thì chắc chắn là nó sẽ biết, nó nghi ngờ là nó Thư ới mình rồi. Hay bây giờ cho chị đi xuống đi. Thế kia đâu em xuống, nó về chưa? Nó về rồi, nó về rồi. Thế rồi, để em xem nó, để em xem nó. Để xem cái nào đó. Nó về rồi anh ạ, nó về rồi. Nó về rồi. Nó về rồi, nó trong chân chị kìa. Trong chân nhá. Vâng. Từ. Xuống từ từ thôi. Chị Quỳnh Tinh xuống có bộ nó về rồi. Nó vừa về rồi, không sợ đâu. Từ từ thôi nhá. Nó sang đây nó lục lọi, nó phá hết nhà chồng ra này. Phá nhà anh là được.
đi đâu lần sau đi cẩn thận, anh đã dặn em là đi mua đồ ăn thì để không có đi. Đúng rồi. Bảo mọi người đi thôi, bạn cứ ra ngoài làm gì. Nhưng mà em cứ nghĩ là nó có bao giờ nó sang chỗ nhà anh đâu, bởi vì em không nghĩ là nó sang nhà anh. Kiểu như bọn nó đi tìm ấy chị. Thế là em đi ra ngoài đi, nó nhìn thấy làm sao nó tìm hay không tìm, nó có thấy bọn em đi tìm mà. Nên sao em không đi linh tinh nữa? Sao chị không được đi đâu nữa? Đi bây đâu? Nó biết em ở bên này thì làm nào? Đúng em vừa mới ra được một tí xong. Bây giờ nếu mà nó biết chị ở bên này, bố chị sang đây thì mới rách việc ấy. Thế đang đi bảo chị ra cho, chị mua cho anh Kiên ít đồ. Thôi lần sau đi đâu chị mua đồ gì chị bảo em hoặc là không đi ra đồ. Từ ra sau đi đâu phải bảo mọi người một câu. Bây giờ thì vào nhà em không biết. Hãy đi qua anh nhìn thấy đã. Hôm qua dẫn nhà nó phải hết nhà của anh lên như này này. 4 mạng được, không hết nhà lên rồi. Đây này, một cơm một kiếp này nó phá vứt hết đây này. Láo sật cái thằng này. Em nghĩ là anh chỉ ra một tí thế thôi mà gây ra đây. Sao đâu bảo anh cứ là đi đâu thế để nó biết em ở bên này nó anh ảnh hưởng rất nhiều rồi chưa? Sao phá cái xe nó xem đây nó không phá nên đang nghi này. Sao? Bây giờ nó mà biết em ở bên này ha, nó gọi bố em xem đây lại bắt việc ra. Này, cô tối nay để em đi ra ngoài đi, em đi ra ngoài em thuê chỗ em mở. Thuê đâu? Thuê đâu? Ra chị đi đâu được? Không bây giờ sao? Bạn đi ra ngoài một mình ấy cũng nguy hiểm yếu không? Là nếu nó sang đây nữa, bọn em không cho nó vào nhà đâu. Bây giờ bạn cứ ở trong phòng ấy, khó đi sang đây bọn tôi khóa cửa nó không sụp đâu. Mà sao nó vào lục tung phòng như lúc nãy? Bọn em không sao đâu, không cho nó vào đây mà. Mà việc đéo gì phải sợ, nó có quyền đéo gì nó bắt tôi về được. Đúng, chỉ sợ bố chị thôi. Chỉ sợ bố bạn thôi, còn nó chẳng có quyền gì cả. Nó có quyền gì đâu của bạn. Nó đã là chồng của em đâu hay là nó đã cưới em đâu mà em phải sợ. Anh chỉ sợ là về nó báo cho bố em biết để bố em sang đây, bố em chửi nhà anh thôi. Chứ còn là nó sang đây nó quyền đéo gì mà nó sang đây nó tìm. Anh còn vừa đạp cho nó cái vào mồm mồm chảy máu luôn mà. Đầy máu mồm. Đầy máu ở mồm nó luôn. Vừa đạp cho cái. Nó sợ quá về luôn rồi. Anh bực quá nó vào nó phá nhà anh xong anh đạp cho cái chảy hết máu mồm luôn mà. Cho nó chừa cái tội liếu láo dám sang đây lục phá cho nó chừa nhà cửa. Cả Dũng nó nói mà nó mà không em của chị này em đấm nó từ lâu đấy. Cảm ơn.